Có thể bạn chưa biết phần 14, tại sao gấu trúc ăn tre mà không bị ngộ độc. Gấu trúc là loại ăn thịt, nhưng hơn 90% dinh dưỡng của nó là từ thân và lá của cây tre. Làm thế nào để gấu trúc có thể tiêu hóa tre nhiều chất xơ, thậm chí là măng tre vốn chứa nhiều chất độc với con người? Điều này luôn là một bí ẩn. Mới đây, cơ sở nghiên cứu nhân giống gấu trúc ở Trung Quốc đã công bố sở dĩ gấu trúc có thể tiêu hóa được tre là bởi trong ruột của gấu trúc có chứa vi khuẩn tương tự như vi khuẩn trong đường ruột của các động vật ăn cỏ. Họ đưa ra giả thuyết rằng vi khuẩn đường ruột Clostridium muticicrum giúp gấu trúc tăng trọng lượng và tích trữ chất béo. Vi khuẩn này cũng tồn tại ở người và nó đã được sử dụng trong các phương pháp điều trị lâm sàng cho hội chứng viêm ruột và tiêu chảy nặng. Ở gấu trúc, các nhà khoa học tin rằng vi khuẩn đường ruột đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất, giúp chúng sử dụng măng tre để tăng cân. Có lẽ đây là lý do dù gấu trúc tuân thủ chế độ ăn chay cực kỳ nghiêm ngặt, thế nhưng giảm cân là khái niệm không hề tồn tại với loài động vật có thân hình mũm mĩm đáng yêu này.